Xin chào anh em, bây giờ mình sẽ làm video để hướng dẫn mọi người tải cái app Villa Moto cài vào điện thoại của mình nhé. Mọi người khi mà mua máy chuẩn đoán ấy thì sẽ được tặng một cái app Villa Moto miễn phí trị giá là 1 triệu trong vòng 1 năm. Bây giờ điện thoại Android thì chúng ta sẽ kích vào cái phần Set Play để tải về nhé. Set Play này. Đó, có chữ Set Play vào có biểu tượng tam giác. Sau đó đánh cái dòng tìm kiếm trên cùng đánh chữ là Villa Moto. Ô cái điện thoại này làm sao mà nó đòi tiền sao nó mờ thế nhỉ? Rồi. Đánh chữ là Villa. Sai rồi. Villa Moto. Đấy, nó hiện luôn Villa Moto ở đây rồi này. Đây. Villa Moto, kích vào đây. Đấy, Villa Moto công ty Minh Phong. Mình ấn cài đặt. Chờ một lúc cho nó tải về. Chờ một lúc cho nó tải về rồi là khai họ tên, số điện thoại. Cái này nó khai ít thôi, không khai nhiều như là On Moto đâu. Tại thời điểm này thì chỉ có hệ điều hành Android mới tải được nhá. Còn iOS như là iPhone thì là không tải được đâu. Rồi đã xong rồi. Tải về rồi mình ấn chữ mở ra. Rồi. Bây giờ khai họ tên. Họ tên của anh là gì nhỉ? Anh Trần Đình Thông. Đấy. Thích viết dấu thì dấu, không thích dấu cũng được. Bây giờ chỉ khai sơ qua qua thôi. An Dương Hải Phòng. Rồi. Số điện thoại của anh là bao nhiêu nhỉ? 0984 792 452. Đây là của anh Thông, anh đang mua máy MT hôm nay. Khai đúng số điện thoại nhé. Vì họ sẽ gửi tin nhắn xác nhận về điện thoại. Rồi, khi tải về thì nó sẽ báo là đang sử dụng miễn phí. Đấy, tức là ai cũng có thể tải về được nhưng mà miễn phí nhá. Và hết 30 phút dùng thì nó sẽ khóa. Tức là 30 phút chúng ta có thể chia cho 2-3 ngày cũng được. Rồi, tạm thời như vậy. Thì mình sẽ gạt cái biểu tượng chữ Y ra. Mình kích vào chữ Y này. Ở đây có mã MPA là 9779. Hình thức là dùng thử. Thì gửi cho mình cái mã 9779 này vào Zalo. Thì mình sẽ kích hoạt. Mình kích hoạt xong nó sẽ ra chữ là trả phí. Thì mọi người sẽ dùng được 1 năm rồi, không mất tiền. Còn sang năm thứ 2 thì muốn dùng được thì đóng tiền. Còn không có thôi thì nó sẽ khóa thôi, không sao cả. Rồi đấy là bước 1, bước 2 này. Bước 2 thì mọi người cấp nguồn, dùng hai kẹp khóa xấu để cấp nguồn điện ắc quy vào đây. Hoặc là cắm vào xe cho lên nguồn. Rồi vào cái phần phiên bản nhé. Vào cái dòng phiên bản. Enter. Rồi. Ở đây nó ra mã seri máy và đời máy, ngày tháng sản xuất. Thì mọi người chụp ảnh cái trang này gửi Zalo cho mình. Dựa vào đây mình sẽ biết là máy mua ở đại lý nào và mua ngày bao nhiêu, sản xuất năm bao nhiêu. Đây, như vậy là gửi mã MPA và gửi cái ảnh chụp của cái trang này. Hai cái phần đó gửi Zalo mình thì mình sẽ kích hoạt được nhé. Rồi đấy là cách đăng ký phần mềm Villa Moto. Ví dụ mình sẽ tra cứu nhá. Gắn kính lúp và tra cứu này. Tra cứu chân IC này, ví dụ Honda này. Rồi, ví dụ chọn này xe Avalanche 2020 đi. Kích vào đây. Đấy, nó ra tra cứu một loạt nhá. Tra cứu chân ECM này hay dùng nhất này. Đây. Đó, chân ECM nó hiện một loạt 30 mấy chân luôn. Kích vào đây. Diễn giải luôn. Không cần phải mua sách, không cần phải đi tìm sách. Rồi, thoát ra. Rồi tra mạch điện màu dây. Ví dụ gì xét đèn báo thay nhớt này. Rồi, trở về đi. Tra mạch điện thì ấn vào ba cái ô vuông này. Ấn ba ô vuông này này. Chọn Honda này. Ví dụ Hyperlite Smart Key đi. Ví dụ thế nhá. Ví dụ mạch đánh lửa này, mạch sạc, mạch khởi động này. Mạch khởi động đi, kích vào đây. Mạch đề đấy. Đấy, nó ra nó bóc tách chi tiết luôn nhá. Đấy, bóc tách cho mình luôn. Rồi, đấy là cách tra cứu. Còn đâu mọi người tự tìm hiểu tiếp nhé.